Mặc dù đã đi Đài Loan nhiều lần và cũng bay với nhiều hãng hàng không quen thuộc trong khu vực, nhưng đến giờ mình mới bay với EVA Air. Với chuyến bay từ Đài Bắc đi Hà Nội này, mình đã bỏ thêm khoảng 600.000 đồng để lựa chọn chỗ ngồi rộng rãi ở khoang phổ thông cao cấp, mặc dù chỉ mua vé hạng phổ thông. Dịch vụ trên chuyến bay cũng khá ấn tượng với kết nối Internet qua sóng Wi-Fi và suất ăn hai lựa chọn chỉnh chu. Các bạn hãy cùng lên chuyến bay của EVA Air với Travip nhé! Xin chào buổi sáng Đài Bắc, sáng nay mình sẽ đi tàu từ ga Đài Bắc ra sân bay Đào Viên để đáp chuyến bay về Việt Nam. Tàu luôn là một lựa chọn thoải mái đối với mình khi di chuyển từ trung tâm thành phố ra sân bay. Xin chào các bạn, lại là Travip đây. Và Travip đang có mặt tại ga Đài Bắc. Và bây giờ thì Travip sẽ đi tàu từ ga Đài Bắc ra sân bay. Và đây sẽ là một cái trải nghiệm mà với EVA Air từ Đài Bắc đi Hà Nội. Và các bạn hãy cùng theo dõi hành trình này với Travip nha. Bây giờ thì Travip vào bên trong để mua vé đi tàu ra sân bay đã. Mình sẽ đeo cái hướng mà Chao Yuan Airport MRT đi hai đường này đi xuống dưới nha các bạn. Các bạn cứ đi theo cái biển chỉ dẫn Airport MRT là được nha. Giá vé từ ga trung tâm Đài Bắc ra sân bay Đào Viên là 160 Đài tệ, tức khoảng hơn 120.000 đồng. Các bạn có thể mua vé ngay tại máy ở nhà ga, vé có hình tròn như đồng xu. Hôm nay tàu của mình sẽ khởi hành ở sân ga số 2 và tàu sẽ khởi hành lúc 11:30, tức là còn khoảng 8-9 phút nữa. Đây, nhà ga số 2 và tàu đấy rồi. Giờ mình kiếm chỗ nào trống để mình ngồi và bỏ hành lý vào thôi. Tàu khởi hành, thời gian đi tàu từ ga trung tâm Đài Bắc đến nhà ga số 2 của sân bay Đào Viên vào khoảng gần 40 phút. Trên đường đi thì tàu dừng ở một vài ga chính. Tàu mình đang đi là tàu nhanh. Để ra sân bay thì cũng có tàu thường nữa nhưng mà sẽ dừng nhiều ga hơn và tất nhiên là sẽ mất thời gian hơn. Từ cửa sổ tàu các bạn cũng có thể nhìn ngắm không chỉ Đài Bắc mà còn có Tân Bắc và Đào Viên. Theo thông tin mình tìm hiểu thì tàu có tốc độ thiết kế là 110 km/h và tốc độ vận hành thông thường tối đa là 100 km/h với khổ đường sắt là 1m435. Bữa đó thì tàu đông quá nên mình phải đứng nhưng mà không sao. Sau khi ra khỏi ga tàu thì mình sẽ lên chỗ departure hall là cái sảnh đi nha. Từ ga tàu đi lên sảnh đi của nhà ga T2 thì mình cũng phải đi bộ mất một đoạn. Lên tới quầy làm thủ tục thì thấy quầy nào cũng ghi chữ backdrop hết. Có nghĩa rằng đây là mấy quầy dành cho khách đã làm thủ tục trực tuyến rồi. Chỉ việc vào gửi hành lý ký gửi thôi. Mình cũng phải rút điện thoại ra làm thủ tục trực tuyến để còn vào gửi vali. Mọi việc cũng đơn giản. Hai ngày trước ngày bay thì mình nhận được email của hãng mời làm thủ tục trực tuyến. Nên là mình chỉ vào lại cái mail đó, vào liên kết trong email để làm thủ tục là xong. Sau khi làm thủ tục xong thì mình đợi xem hành lý ký gửi của mình có qua máy quét chưa bằng cách đối chiếu 4 số cuối trên thẻ hành lý với số trên màn hình. Nếu số của bạn xuất hiện ở cột có chấm xanh và chữ pass, nghĩa là hành lý của bạn không có vấn đề gì và đã được qua rồi. Rồi, bây giờ mình đã làm thủ tục xong và đợi kiểm tra hành lý xong rồi. Các bạn thấy cách họ cho mình đứng lại để mình kiểm tra xem hành lý của mình đã đi qua chỗ an ninh soi chiếu chưa, nó hay không? Rất là hay đúng không? Bây giờ thì mình sẽ vào làm thủ tục an ninh soi chiếu và xuất cảnh, sau đó thì đợi lên máy bay thôi. Đây, đi ra chỗ departure để lên máy bay nha các bạn. Đây, sau khi mà làm thủ tục an ninh và xuất cảnh xong thì mình đi ra khu vực cửa hành của mình. Hôm nay là cửa C7 thì mình sẽ đi về hướng bên này. Ở trong này thì có rất nhiều các cửa hàng mua sắm luôn các bạn. Rất nhiều. Đây, khu vực food court thì lên tầng 4 nha các bạn.
Lúc này là gần 12 giờ trưa, mình đi tìm chỗ ăn trưa trong nhà ga sân bay và cứ theo biển chỉ dẫn food court là được nha. Trên này thì có nhiều hàng quán với đủ loại đồ ăn để các bạn có thể lựa chọn. Mình và người nhà gọi hai combo các món Đài Loan kèm nước và chè tráng miệng. Hôm đó ăn vội nên mình cũng không nhớ cảm nhận về các món ăn, chỉ nhớ một combo khá là nhiều. Và chè thì sau khi mình ăn xong món chính thì đã chảy hết đá rồi. Ăn xong thì mình đi loanh quanh xem có gì để mua sắm không. Nhìn chung bên trong nhà ga thì cũng có nhiều cửa hàng với đa dạng mặt hàng từ mỹ phẩm, nước hoa, đồ lưu niệm và những món đặc sản của Đài Loan như bánh dứa chẳng hạn. Coi vậy thôi chứ thực sự từ lâu rồi mình cũng không có nhu cầu mua sắm gì nên đi bộ ra cửa hàng luôn. Về giá vé thì mình mua vé một chiều từ Đài Bắc về Hà Nội là giá khoảng 6.980 Tân Đài tệ và theo tỷ giá hiện nay là khoảng 5,4 triệu đồng. Về chỗ ngồi thì mình lại bỏ ra thêm 769 Tân Đài tệ, tức là khoảng 600.000 đồng để chọn chỗ trên khoang hạng phổ thông cao cấp, mà lát nữa lên máy bay mình sẽ giải thích thêm với mọi người về chuyện này nha. Dễ dàng và thuận lợi, chúng tôi sẽ mời quý khách ngồi xe lăn lên máy bay trước. Còn những quý khách khác, xin vui lòng tạm ngồi nguyên tại chỗ, chúng tôi sẽ thông báo sau theo sự sắp xếp khu ghế ngồi của quý khách. Khung EVA xin kính chào quý khách. Quý khách đi trên chuyến bay BR385 về Hà Nội chú ý. Bây giờ chúng tôi chỉ xin mời những quý khách có hàng ghế ngồi ở khu số 1 và quý khách đi cùng em nhỏ dưới 2 tuổi xếp hàng ra cửa lên máy bay trước. Còn những quý khách khác xin vui lòng tạm ngồi nguyên tại chỗ, chúng tôi sẽ thông báo sau. Xin cảm ơn sự tác của quý khách. Đồng hành với mình hôm nay trên chuyến bay về Hà Nội là tàu bay Boeing 777-300ER với 38 ghế hạng thương gia có thể ngã thành giường phẳng, được bố trí theo sơ đồ là 121, 64 ghế hạng phổ thông cao cấp hay Premium Economy, được bố trí theo sơ đồ là 242 và 221 ghế hạng phổ thông, được bố trí theo sơ đồ là 333. Và đây là khoang hạng phổ thông cao cấp với ghế ngồi rộng rãi mà mình sẽ ngồi. Với chuyến bay từ Đài Bắc đi Hà Nội thì hãng không khai thác hạng phổ thông cao cấp. Vì vậy, ghế khoang này được khai thác như hạng phổ thông bình thường. Phí chọn ghế này là 769 Tân Đài tệ, tức là khoảng 600.000 đồng. Nên khi mua vé trên mạng, mình đã quyết định thêm số tiền này để ngồi thoải mái hơn và cũng để trải nghiệm xem ghế phổ thông đặc biệt của hãng có gì. Nhìn chung thì ghế hạng phổ thông cao cấp ngồi rộng rãi, chắc cũng gần bằng ghế hạng thương gia trên các tàu bay thân hẹp. Ngoài màn hình giải trí và bộ điều khiển giải trí, tại ghế ngồi thì cũng có ổ cắm điện để sạc máy tính hoặc các thiết bị điện tử cùng cổng cắm sạc USB. Tại một ghế ngồi cũng có tấm gác chân, móc treo áo, bàn ăn được gấp gọn một bên tay ghế. Ghế ngồi cũng có tấm tựa đầu có thể điều chỉnh tư thế phù hợp với nhu cầu nghỉ ngơi trên những chuyến bay dài. Có một điểm nữa mình thích ở khoang hạng phổ thông cao cấp này, đó là cách sắp ghế 242. Thành ra nếu mà đi hai người thì hai ghế ngồi cạnh cửa sổ là tuyệt vời và riêng tư, khác với ghế 333 ở khoang hạng phổ thông bình thường. Về các vật phẩm tiện ích trên chuyến bay thì ở mỗi ghế ngồi hãng cũng đã để sẵn một gói khăn cồn để sát khuẩn tay hoặc bề mặt ghế ngồi. Ngoài ra tai nghe để thưởng thức hệ thống giải trí cũng được cung cấp. Có điều đây là tai nghe loại nhét vào tai nên mình cũng không thích lắm. Một lúc sau thì màn hình giải trí cá nhân bắt đầu phát video hướng dẫn an toàn, máy bay cũng bắt đầu được đẩy lùi để xuất phát. Thời gian bay dự kiến được phi hành đoàn thông báo là 2 giờ và 45 phút. Sau khi máy bay ổn định độ cao, mình thử vào khám phá hệ thống giải trí cá nhân. Hệ thống này mình thấy có phim, nhạc, chương trình truyền hình, chương trình dành cho trẻ em, trò chơi, bản đồ, v.v. Kho phim cũng đa dạng với phân loại phim Hollywood, phim châu Á và phim châu Âu.
Thử xong hệ thống giải trí thì mình qua trải nghiệm hệ thống wifi trên máy bay mà để mình mở cái bàn ăn ra là nha. Sau đó mình dùng điện thoại được đặt ở chế độ máy bay và kết nối vào mạng wifi của máy bay. Có các gói như sau: gói Line Messaging 30MB giá 4,95 đô, chỉ dùng để nhắn tin qua các ứng dụng tin nhắn; gói Standard 100MB giá 14,95 đô; và gói Business 300MB giá 29,95 đô; và gói Ultimate giá 39,95 đô. Và cái gói cao nhất này được nói là phù hợp cho việc xem phim, nghe nhạc trực tuyến, tải các file đính kèm trong email. Và để trải nghiệm thử wifi thì mình đã mua gói Standard 100MB giá 14,95 đô la. Về tốc độ thì mình thấy khá ổn đối với mạng trên máy bay. Mạng trên máy bay thì không thể nhanh như mạng dưới mặt đất được. Mạng mình đang dùng tuy không quá nhanh nhưng mà ổn định. Việc tải hình ảnh lên Facebook cũng mất một lúc nhưng mà không quá lâu. Mình thấy trên máy bay có mạng để dùng một số nhu cầu cơ bản như vậy là ổn rồi. Một lúc sau thì bữa ăn trên máy bay được phục vụ. Thú vị là thực đơn đưa cho hành khách xem có cả tiếng Việt nữa. Thực đơn hạng phổ thông có hai lựa chọn cho món nóng, đó là cá chua ngọt kèm cơm trắng và bò hầm hành tây mù tạt với khoai tây. Và đây là một khay ăn hạng phổ thông cho chuyến bay với salad khai vị, món chính, bánh mì kèm bơ và trái cây tráng miệng. Thức uống nóng như là trà, cà phê kèm với đường sữa cũng được phục vụ. Và khi thức uống nóng vừa được phục vụ xong thì máy bay cũng bắt đầu đi vào khu vực nhiễu động nên rung lắc khá là mạnh. Ngoài các thức uống nóng thì các loại nước ngọt có ga, nước trái cây, nước tinh khiết cũng được phục vụ. Và trên khay ăn cũng có bộ dụng cụ ăn bằng inox, tăm chỉ, khăn ướt. Lúc này thì máy bay còn rung lắc hơn lúc nãy do vẫn đi vào khu vực có thời tiết nhiễu động. Trở lại với khay ăn, đây là món salad gà với dưa leo và cà rốt, tráng miệng là cam và táo. Còn đây là lựa chọn cho món nóng, bò hầm hành tây mù tạt với khoai tây. Đây là lựa chọn của người đi cùng mình. Phần bò khoai tây có thêm cả cà rốt và bông cải. Còn đây là món của mình với lựa chọn là cá chua ngọt kèm cơm trắng với cá tẩm bột chiên sốt chua ngọt dùng kèm các loại rau củ. Bây giờ thì bắt đầu bữa ăn thôi. Mình khởi đầu với bánh mì và bơ, sau đó là salad dưa leo, cà rốt và thịt gà. Nói chung món này ổn, không có gì đáng bàn ngoài trừ việc máy bay đang rung lắc quá trời luôn. Món cơm cá rất là ổn, mình rất là thích nha. Có điều sốt hơi ít, và kể ra nhiều sốt chua ngọt hơn một chút thì món ăn sẽ hoàn hảo hơn. Phần tráng miệng không có gì đáng bàn, phần này có 2 miếng cam và 1 miếng táo. Kết thúc bữa ăn thì mình dùng tách cà phê với đường và sữa. Thời gian còn lại thì mình nằm nghỉ ngơi và sử dụng wifi để lướt web, lên mạng xã hội và nhắn tin với bạn bè. Còn đây là bên trong buồng vệ sinh của khoang hạng phổ thông với các loại mỹ phẩm được để sẵn. Mà mình ưng nhất là có giấy lót bệ ngồi của bồn cầu trong buồng vệ sinh luôn nha. Mình đi một vòng quanh khoang hạng phổ thông cho các bạn xem nha. Như các bạn thấy ở đây, ghế sắp theo sơ đồ là 333 nên nhìn sẽ hẹp hơn cái ghế mình đang ngồi. Thời gian còn lại của chuyến bay mình tiếp tục ngả lưng ghế nghỉ ngơi, cũng không còn lâu nữa máy bay sẽ hạ cánh. Và lúc này cũng là cuối giờ chiều rồi, ánh nắng bên ngoài rất là đẹp, nhất là khi chiếu xuyên qua những làn mây. Cảnh này làm mình nhìn ngắm hoài không thôi luôn đó.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài sau gần 3 tiếng bay. Lúc này mặt trời đang lặn dần và sân bay cũng đang tấp nập với nhiều chuyến bay cất hạ cánh. Máy bay lăn vào khu vực giải cao quốc tế của sân bay Nội Bài, gặp vào ống lồng và hành khách xuống máy bay. Mình thì nhanh chóng đến khu vực nhập cảnh để làm thủ tục, sau đó lấy hành lý. Đây, băng chuyển số 4. Như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong chuyến bay từ Đài Bắc về Hà Nội với EVA Air trên tàu bay Boeing 777-300ER, và một trải nghiệm cũng khá thú vị bởi vì hôm nay mình được ngồi ghế Premium Economy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog ha, và hẹn gặp lại các bạn trong các hành trình tiếp theo.